Sáng 26 tháng 5 năm 2022, gần 1.000 sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022. Chương trình do Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp với trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", phong trào hiến máu dần trở thành một nét đẹp văn hóa của nhà trường, thể hiện một nghĩa cử cao đẹp của cả tập thể giảng viên, sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành đối với cộng đồng. Ngoài ra, hoạt động cũng có ý nghĩa góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu của các ngân hàng máu tại Việt Nam, giúp sinh viên của trường rèn luyện về tính kỷ luật, ý thức sống vì cộng đồng, biết quan tâm đến hoàn cảnh của người khác. Đây là lần đầu tiên hiến máu, em thấy mới đầu hơi sợ nhưng mà khúc sau quen à. Em thấy hiến máu rất là ý nghĩa, giống như là mình cho đi giúp đỡ những cái người mà đang cần máu. Đối với em, hoạt động hiến máu nó có ý nghĩa, giúp cho mọi người khi mà đi vào bệnh viện mà họ thiếu máu thì có máu để cung cấp cho họ và giúp cho bản thân em có thể được lọc máu cho cơ thể giúp em khỏe mạnh hơn. Đây là một hoạt động thường niên của nhà trường. Hàng năm là mình sẽ tổ chức hai đợt, vào đợt tháng 5 và tháng 11. Thì cái đợt hiến máu của tháng 5 này thì diễn ra từ ngày 18 tháng 5 cho tới ngày 27 tháng 5. Thì số lượng đơn vị máu mà hỗ trợ cho ngân hàng máu là hơn 1.000 đơn vị máu. Các bạn tham gia rất là nhiệt tình, giúp các bạn sinh viên hiểu hơn về cái trách nhiệm của các bạn với xã hội, với cộng đồng, cũng như là biết sẻ chia với cộng đồng, hỗ trợ công tác hiến máu cho địa phương. Các bạn sẽ được bên chị tư vấn kỹ về cái tiêu chuẩn để các bạn được lấy máu là gần đủ những cái tiêu chuẩn gì thì các bạn mới được lấy nè. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn được hưởng những cái chế độ quy định cụ thể, ví dụ như về quà, về tiền ăn sáng gì đó thì các bạn vẫn làm theo đúng quy định của Hội Chữ Thập Đỏ của quận. Máu đóng vai trò rất quan trọng với sự sống của con người. Hàng ngày, hàng giờ, trên cả nước luôn gặp phải những khó khăn vì không có đủ máu kịp thời cấp cứu và điều trị bệnh. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ thời gian qua diễn biến phức tạp, khiến lượng máu dự trữ có lúc gần như cạn kiệt. Mỗi giọt máu cho đi là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống của mỗi con người.